Vâng, em Dũng xin kính chào tất cả quý khách hàng của Ba Tư Phan. Trước mặt các bác đây là một em 7 chỗ, giá chỉ có hơn 200 triệu thôi. Vâng, 7 chỗ mà hơn 200 triệu đời 2015 chắc là khó tìm và chỉ duy nhất thôi các bác nhá. Vâng, các bác hãy cùng em theo sát chiếc xe này. Một em màu đỏ dành cho các bác nào hợp mệnh này. Một chiếc xe siêu đẹp đến từ thương hiệu Kia. Và chiếc xe màu đỏ này là thương hiệu Kia 7 chỗ ngồi. Và nếu những cái màu này thì anh chị yên tâm là chiếc xe này là gia đình chuẩn mực 100%. Anh chị có thể nhìn vào cái phần đèn của xe này. Đây, phần đèn này. Theo năm tháng. Đây là xe đời 2015 anh chị nhé. Đèn được trang bị là đèn bi. Đấy, đèn bi siêu sáng, tinh cầu thủy tinh. Và mặt đèn anh chị nhìn cái chất liệu đèn theo năm tháng mà nó còn đẹp được như thế này thì chắc chắn đây là một chiếc xe cực đẹp, đi ít thì nó mới có độ đẹp như thế này. Mặt ca lăng xe được thiết kế quá là thẩm mỹ luôn. Và chiếc xe này thì là chiếc xe Kia Carens đời 2015 và mang biển của Hải Dương. Chiếc xe này là của một cái bác cán bộ xã. Đấy, bác ấy bán lại cho bên em. Và cái xe này bác ấy sử dụng rất từ lâu rồi. Bác ấy có cái mệnh hỏa này, bác ấy rất thích màu đỏ. Và những chiếc xe màu đỏ này trên thị trường là cực hiếm luôn. Và chỉ có những người đi gia đình thì mới mua những chiếc xe màu đỏ để sử dụng. Chính vì thế cho nên là những chiếc xe này là cam kết với các bác là không có một giờ taxi dịch vụ nhá. Các bác nhìn phần đèn này. Đời 2015 phiên bản số sàn, giá chỉ có hơn 200 triệu các bác ạ. Vâng, rẻ nhất Việt Nam rồi. Đây, đèn là đèn bi này, tinh cầu thủy tinh này. Và tất cả đều là chất liệu thiết kế cực kỳ là đẹp mắt. Và xe thì cam kết các bác là nguyên zin nguyên bản. Và các bác nhìn thấy được là khi mua cái xe này là các bác sẽ thấy được bác chủ để bác cực chăm luôn. Lốp một dàn mới tinh mới thay đấy các bác nhìn này. Đết lốp còn nguyên này. Đết lốp là mới 2021. Đấy, 2022. Đết lốp là 2021, 2019 gì đấy. Vâng. Thay từ năm 2019 mà ruột còn dày như thế này. Thì các bác thấy được là cái người ta đi rất là cẩn thận. Và na răng thì là năm chấu đơn, nhìn rất là khỏe khoắn và mạnh mẽ, 4 bánh ABS. Và năm chấu đơn thì cái bề mặt na răng là 17 inch anh chị nhá. Và các bác nhìn tổng thể xe thì ta thấy được là đây là một phiên bản 7 chỗ ngồi. Và mẫu 7 chỗ ngồi này thì nó khá là nhỏ gọn, nó không to như Innova. Nếu như cái một chiếc Innova 7 chỗ ngồi mà các bác mua đời 2015, bây giờ các bác phải bỏ tầm tiền là 350 đến 360. Nhưng với chiếc Kia Carens 7 chỗ này các bác chỉ bỏ có 245 triệu đồng thôi. Vâng, các bác thấy rẻ không ạ? Không một chiếc xe 7 chỗ nào rẻ được bằng chiếc xe này. Mà với Kia Carens thì nó vẫn mang khối động cơ đó là 2.0, cực kỳ là lành tính. Bởi vì các bác biết rồi, thương hiệu Kia là một cái thương hiệu mà đã quá quen thuộc với lại thị trường Việt Nam. Nó mang lại cái sự trải nghiệm nhìn chung là cũng quá là lâu rồi. Và nó được khẳng định với chất lượng rồi. Và các bác có thể nhận thấy cái phần cốp của Kia Carens, khi mà các bác nâng lên thì toàn bộ cái phần ghế đằng sau cũng cực kỳ là rộng rãi luôn các bác nhé. Toàn bộ ghế đằng sau cũng rất là rộng đây. Nếu như ta gập hàng ghế sau này xuống này thì các bác sẽ có một cái không gian để đồ cực kỳ là rộng luôn. Và nâng lên khi mà ta cần ngồi cho 7 người, hạ xuống khi ta cần ngồi cho 5 người. Và các bác nhìn những cái phần nhựa của xe, nó còn tươi mới. Và đời 2015 vậy có nghĩa là ít nhất là nó cũng đã lăn bánh được đến bây giờ là 5 năm rồi. Mà 5 năm rồi mà được một chiếc xe đẹp như thế này thì thực sự là chỉ có những chiếc xe chạy thuần gia đình thì nó mới cho được cái chất lượng đẹp như thế này. Từ những cái đường nét, góc cạnh rồi ốc a của xe nó đẹp chuẩn mực luôn. Và yêu cái đẹp thì các bác phải mua xe này. Bên showroom của bên em thì luôn luôn là cam kết với 3 tiêu chí. Đó, một đó là tất cả những chiếc xe của bên em bán ra đều cam kết đó là thân vỏ là không đâm đụng tai nạn, tất cả nguyên zin hết cho các bác nhé. Và thứ hai nữa đó là xe thì máy zin từ con ốc luôn và không bị ngập nước, không bị thủy kích. Đó là lời cam kết chuẩn mực của bên showroom. Bao test hãng, bao check tất cả mọi nơi. Và các bác có thể nhìn thấy được là màu đỏ tươi cực kỳ đẹp. Và đây các bác nhìn vào nội thất này. Hàng ghế thứ hai của xe thì tất cả ghế thì đã được bọc da rồi, bọc da màu nâu. Và tất cả là xe rất là đẹp luôn. Từng cái chi tiết các bác có thể nhìn thấy một chiếc xe gia đình này. Ngay từ cả từ cái phần táp ly cửa, bậc tì tay, chất liệu da và nhựa cao cấp này. Sần vẫn còn nguyên bản này và da ở phía bên trên này. Và cái bản táp ly này nó rất là dày. Cho nên là khi mà các bác đóng cửa và đi vào bên trong thì cái độ cách âm chống ồn của nó rất là tốt.
và các lớp gioăng chống ồn của xe này cũng cực kỳ là trang bị cũng cực kỳ là chắc chắn đây, rất là dài và rất là dài các bác nhé. Cho nên là khi mà đóng cửa, cánh cửa nó chắc nịch luôn. Vâng, nó chắc nịch luôn. Bốn quả lốp Michelin vừa mới thay đấy, các bác nhé, còn mới tinh luôn. Đây, các bác nhìn bề lốp nó dày còn nguyên dâu này. Nên là các bác thấy được là cái xe này bác ấy đi cực ít, chỉ đi từ nhà đến trường thôi. 245 triệu thôi các bác nhé. Xe rất rẻ luôn. Và bây giờ ta lên hàng ghế lái thì ta sẽ nhận thấy được rằng là với cái chiếc xe này là Kia Carren. Em Dũng sẽ lên nổ máy để cho các bác có thể xem. Kia Carren thì hộp số sàn là 5 cấp và khối động cơ đó là 2.0 các bác nhé. Khối động cơ là 2.0 và vô lăng cầm lái rất là ok. Xe thì các bác nhìn đây, toàn bộ thì xe mới lăn bánh là 9 vạn 7 các bác nhé, chưa đến 10 vạn 7 năm rồi, 8 năm rồi. Và các bác nhìn này, xe được bác chủ lên màn hình Android này nhé. Đấy, màn hình Android cảm ứng đa phương tiện rồi. Chế độ giải trí âm thanh khá là tuyệt vời. Với Kia Carren thì thực ra là cái dòng cái phần này nó đây, các bác nhìn màn hình Android rất là đẹp luôn. Đấy, có trang bị Vietmap rồi tích hợp tất cả hộp số sàn 5 cấp. Không gian nội thất cũng như là cái khoang ngồi của chiếc xe này nó rất là rộng rãi, nó mang lại sự thoải mái cho cái người ngồi. Mà thực sự thì với tầm tiền 245 triệu đồng, có nghĩa là chỉ hơn 200 triệu đồng thôi mà sở hữu một cái mẫu xe 7 chỗ ngồi thì chắc có lẽ là không có một chiếc xe nào mà mua được. Mà nhất là đây lại là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng, đó là thương hiệu Kia, đúng không ạ? Thương hiệu Kia thì các bác biết rồi, nó là một cái chiếc xe có cái cỗ máy mà nó rất là bền bỉ với thời gian. Và bây giờ thì các bác sẽ cùng em theo dõi chi tiết cái máy của chiếc xe này. Vâng, đây máy em đang cho nổ đây. Các bác sẽ vào phần máy để các bác xem nhé. Với khối động cơ 2.0 4 máy công nghệ DOHC thì cái 2.0 này thì cái cỗ máy này được trang bị cho rất nhiều những cái loại xe, loại xe như là Elantra hay là những loại xe là Cerato thì cỗ máy này đều được trang bị chung anh chị nhé. DOHC và các bác nhìn này, tất cả các con ốc, từ con ốc và từ cái đường viền của xe nó còn tươi mới. Xe này thì nguyên zin 100% anh chị nhé. Đây, các bác nhìn này, từng đường keo chỉ của xe nó mướt mượt luôn. Màu đỏ này là màu đỏ nguyên bản theo xe, chứ không phải là màu đỏ người ta đổi màu đâu ạ. Vâng, nguyên bản theo xe, từ những con ốc tai các bác nhìn nó còn zin và còn đẹp như thế này. Tiếng máy đang nổ đấy, các bác sẽ vào phần máy nhá, vào chi tiết phần máy. Tiếng máy đang nổ, các bác nghe tiếng máy có êm không? Đấy, máy đang xoay. Và máy là máy zin tuyệt đối luôn nhá anh chị nhá. Vâng, bên em thì không bán xe máy ra mà khẳng định là máy zin. Bao check cho anh chị, nếu sai bên em đền toàn bộ tất cả các chi phí mà anh chị phải bỏ ra khi mà tìm hiểu chiếc xe này. Đó là uy tín với những sản phẩm mà bên showroom 34 Phan bán ra cho anh chị. Và thực sự đây là một mẫu xe quá đẹp và quá rộng rãi. Nếu như gia đình nào mà muốn sử dụng một mẫu xe 7 chỗ ngồi và với giá tiền đang là rất là hạn hẹp, đó là dành cho công nhân, giá này giá dành cho công nhân các bác nhé, 245 triệu đồng, thì các bác nhanh tay gọi điện về cho em Dũng theo số hotline được ghi trên tiêu đề, đó là 0964 834 834, hoặc đến trực tiếp địa chỉ số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương để xem xe, đi thử xe và chốt chiếc xe này. Vâng, chốt thật nhanh các bác nhé, nếu không nhanh là chắc chắn chiếc xe này không còn được đâu. Vậy thì để chi tiết hơn thì mời các bác xuống phần gầm để ta kiểm tra thông tin chi tiết hơn nữa. Vâng, mời các bác. Vâng, và với những bác mà muốn mua xe một cách kỹ càng thì bao giờ ta cũng phải nâng phần gầm lên để ta có thể quan sát được phía phần gầm. Bởi vì phần gầm là cái phần mà trực tiếp tiếp xúc với mặt đường, chịu các loại tác động của đất đá bùn lầy bắn lên. Vậy thì theo năm tháng thì phần gầm nó sẽ như thế nào, đúng không ạ? Vậy thì các bác có thể nhìn sơ, đây là phần mặt sàn của chiếc xe Carren 2015. Thì cái phần mặt sàn đấy nguyên sơn đỏ của nhà máy nhé anh chị nhé. Và những cái lưỡi ba bô lê của xe nó vẫn còn nguyên zin nguyên bản và không có hiện tượng mối mọt. Đó là một cái chi tiết rất là quan trọng. Ống bô ống xả rất là sáng theo thời gian. Đấy, tất cả các chi tiết mặt sàn bên trái bên phải đều rất ok các bác nhé. Đây là một chiếc xe gầm cao cho nên là cái phần mặt sàn thì thực sự nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều trong quá trình mà di chuyển. Hai nữa đó là ta sẽ nhìn được các chi tiết, đó là phần càng A cũng như là những cái bệ đỡ thân máy này. Đấy, những cái bệ đỡ thân máy này
chị nhìn bằng cái kết cấu sắt nguyên bản và những cái phần củ phanh cũng như phần rô tuyên của xe. Đây củ phanh, tất cả tem mác vẫn còn nguyên zin. Củ phanh thì anh chị có thể nhìn ở hướng này, ta sẽ thấy được rằng là tất cả các chi tiết của xe nó vẫn còn nguyên bản, nguyên zin. Rô tuyên rồi tất cả mọi thứ, hệ thống treo của xe vẫn ok. Và quan trọng nhất đó là ta nhìn được cái hệ thống càng. Hệ thống càng ở phía trên, phần đỡ trục của xe. Thì anh chị thấy là nó còn nguyên bản, nguyên zin 100% luôn. Và với chiếc xe này thì ta sẽ soi được cái phần máy anh chị nhé. Chi tiết máy thì đây là phần đáy tắc te. Thì tất cả những con ốc cũng như đường gioăng của xe nó vẫn còn nguyên bản đúng không ạ? Đấy. Và những cái phần gioăng phía bên trên thân máy nó vẫn còn nguyên bản, nguyên zin. Chính vì thế cho nên là cái việc đơn cầu lên là ta sẽ xem xét được những cái chi tiết nguyên zin nguyên bản một cách trực tiếp như thế này. Thì ta sẽ cảm thấy nó yên tâm và nó sẽ chứng minh được cho những cái sản phẩm mà bên em bán ra nó là chuẩn mực và nó là nguyên bản, nguyên zin. Và đây là phần máy số anh chị nhá, rất là ok, phần số cũng thế, xe rất là đẹp. Và đặc biệt đó là phần chassis, ta sẽ nhìn được rất là rõ. Đây là chassis bên phụ này. Đấy, nhìn được toàn bộ phần chassis bên phụ cũng như là phần chassis bên lái. Đây, phần chassis bên lái, phần đỏ đỏ phía sau trước mà em đã soi phần phía trước đấy, là nguyên vẹn và nguyên zin, không có va đậm gì cả. Đó là những cái chi tiết nó rất là cụ thể và rõ ràng, mà không nâng cầu lên thì ta không thể nhìn được. Đây, bên phải cũng thế này, những cái tem máy mát cũng như phần củ phanh, đồ tin rồi những cái thanh càng của xe này, rất là sâu ở phía bên trong để cho các bác có thể nhìn nhé. Bởi vì là buôn bán thì các bác tiếp cận qua những cái chiếc xe qua những cái kênh thông tin. Chính vì thế cho nên là những cái kênh thông tin chuẩn và những cái kênh thông tin mà đưa lên chi tiết là công khai, là cho các bác có thể cảm thấy là nó cảm thấy nó yên tâm nhất, và khi mình bỏ đồng tiền ra cảm thấy nó xứng đáng đúng không ạ? Và phần phía đằng sau của xe thì chị nhìn thấy những cái trục đỡ càng phía sau nó vẫn nguyên bản, và các hệ thống treo cũng là toàn bằng hệ thống sắt cả, và những cái tem mác các thứ vẫn còn nguyên bản, nguyên zin luôn. Với những chiếc xe mà đời 2015 mà đẹp như thế này thì nhìn chung là nó cũng là rất là hiếm có. Lốp sơ cua này. Đấy, hệ thống lốp sơ cua của xe là lốp theo xe, và nó vẫn là lốp nhỏ anh chị nhé. Lốp này là lốp nhỏ, lốp bé, chứ không phải là lốp to như trên. Lốp cua hô vẫn là theo xe từ đầu. Và hệ thống chassis phía sau các bác sẽ nhìn được trọn vẹn là nó có vấn đề tâm xô gì không. Đấy, ta sẽ nhìn được trọn vẹn và chi tiết các bác nhé. Đó là cái sự yên tâm và cái sự tuyệt đối mà khi các bác đã mua sản phẩm của bên showroom 34 Phan, là những cái sản phẩm mà nó còn được nguyên bản, nguyên zin, nguyên vẹn và chuẩn mực. Vâng, vậy thì với những bác khách hàng nào bốn bánh ABS các bác nhé, những bác khách hàng nào đang quan tâm tới những cái sản phẩm của bên showroom 34 Phan, và đặc biệt với một chiếc xe 7 chỗ ngồi sản xuất 2015 mà giá đang chỉ có 245 triệu đồng, thì hãy trực tiếp điện thoại ngay cho em Dũng theo số hotline, đó là 0964 834 834, để chốt chiếc xe này. Và thực sự thì với một chiếc xe 7 chỗ thì đây là một chiếc xe đáng để mua nhất, bởi vì chiếc xe này chỉ dành cho công nhân thôi. Một chiếc xe rất là lành tính, tiết kiệm và rộng rãi dành cho gia đình sử dụng đi lại. Và cảm ơn các bác đã theo dõi.